Cô Phương Anh xin chào tất cả các con. Các con ơi, hôm nay cô cháu chúng ta lại gặp nhau rồi. Và để bước vào bài học hôm nay, cô và các con cùng lắng nghe một bài hát này nhé. Oai phong, em muốn làm phi công bay lượn trên bầu trời. Em muốn làm bác sĩ giúp ai bệnh ai đau. Em muốn làm kỹ sư xây thành phố đẹp giàu. Em muốn làm đầu bếp nấu những phần ăn ngon. Em muốn làm thầy cô chăm học sinh nên người. Em muốn làm ca sĩ hát những lời vui tươi. Em muốn làm người luôn mang hạnh phúc. Vừa nghe xong một bài hát nói về các ngành nghề trong xã hội, bây giờ các con nhìn xem trong bài hát có những nghề nào. Đó là nghề cảnh sát nè, nghề phi công và kỹ sư xây dựng, nghề đầu bếp, cô giáo, nghề ca sĩ và còn nghề bác sĩ nữa đó các con. Hiện nay có rất nhiều cô chú làm một nghề rất là vất vả để chăm sóc sức khỏe và bảo vệ sức khỏe cho chúng ta. Như vậy, các con có biết đó là nghề gì không nào? À, đó là nghề bác sĩ đó các con. Hôm nay, cô và các con cùng khám phá về nghề bác sĩ nhé. Các con có biết nơi làm việc của bác sĩ là ở đâu không? Đó là Bệnh viện Thiên Ân nè, phòng khám tư nhân và trạm y tế đó các con. Khi đến làm việc thì bác sĩ mặc trang phục là áo blue trắng và đội nón trắng có hình chữ thập. Bác sĩ dùng dụng cụ gì? Đó là ống nghe dùng để khám bệnh cho bệnh nhân. Và để đo huyết áp cho bệnh nhân thì bác sĩ dùng máy đo huyết áp nè. Và khi bệnh nhân sốt thì dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ. Và đây là ống kim tiêm để tiêm thuốc khi bệnh nhân bị ốm đó các con. Và còn rất nhiều dụng cụ khác nữa nè, để bác sĩ chữa bệnh và phẫu thuật cho những bệnh nhân bị bệnh nặng. Các con ơi, hiện nay trong tình hình dịch bệnh, các bác sĩ luôn là những chiến sĩ tuyến đầu chống dịch. Và để biết những công việc của các bác sĩ đó vất vả như thế nào, bây giờ cô mời các con cùng xem những hình ảnh này nhé. Bây giờ các con hãy cùng xem những hình ảnh mà những bác sĩ đã vất vả để chữa trị những bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 nha. Các bác sĩ luôn là những người tuyến đầu đi đến bệnh viện dã chiến, bệnh viện lớn để điều trị cho những bệnh nhân bị nhiễm Covid-19, cấp cứu và chữa trị cho bệnh nhân bị nhiễm bệnh. Tuy làm việc rất vất vả, mệt mỏi, không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng các bác sĩ luôn vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm cứu người để trị bệnh cho các bệnh nhân được khỏi bệnh. Và đó là những bệnh nhân đã khỏi bệnh khi để xuất viện về nhà đó các con. Các con ơi, các bác sĩ làm việc rất là vất vả để chăm sóc sức khỏe cho chúng ta. Vì thế, các con phải biết ơn các bác sĩ và phải biết tự chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho mình như thường xuyên rửa tay sát khuẩn, thực hiện đúng 5K và luôn ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng nè, tập thể dục để bảo vệ sức khỏe cho mình. Và các con cố gắng chăm ngoan học giỏi để lớn lên làm những nghề có ích cho xã hội nhé.
Và video của chúng ta hôm nay hết rồi. Cô hẹn các con vào video sau nhé. Tạm biệt các con.